xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh thiên học Đồng phương chúng ta tiếp tục bài tiếp theo trong à, chuỗi bài học excel dành cho người mới và hôm nay phương mới nhận được một yêu cầu từ một bạn học viên à, yêu cầu một cái của bạn như thế này tự động lọc đơn vị lại cột b và cột d này làm sao để nó lọc ra những giá trị duy nhất kể ở cột b và cột d cột đơn vị này à, và yêu cầu của bạn là khi mà chúng ta thêm cái giá trị ở dưới đây thì cái cột không trung này nó cũng sẽ hiện ra kết quả thì mình thấy yêu cầu này hay cho nên mình lên video để hướng dẫn các bạn luôn nha. Trong bài này chúng ta sẽ sử dụng hai phương pháp. Một phương pháp đó là chúng ta sẽ sử dụng những cái hàm có sẵn trong office 365 và phương pháp thứ hai đối với những cái bản excel không có những cái hàm trong office 365 thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp thủ công. Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng hai cái hàm đó là hàm unit, Uniway. đó và một cái hàm nữa đó là hàm vstack và mình sẽ nói về cái hàm này cho các bạn hình dung nha. À, hàm unit nó có nhiệm vụ đó là lấy ra những giá trị không trung trong một cái vùng nào đó ví dụ như ở đây giả sử như à, mình xóa này đi ha xóa ví dụ như mình muốn lấy những giá trị không trung trong cái cột này thì chúng ta sẽ sử dụng hàm unique như sau bằng unique ha rồi chúng ta bôi đen cái cột này thôi đó sau đó chúng ta đóng ngoặc lại bấm enter như vậy là được các bạn thấy đây nếu sau này chúng ta muốn mở rộng thêm nhập dữ liệu dưới đây nữa thì trong cái vùng này chúng ta có thể đặt tới một ngàn này là một ngàn bấm enter là được rồi à, ví dụ như sau này chúng ta sẽ thêm à, thêm ví dụ như chữ 123 đi đó. thì các bạn thấy ở đây kết quả nó cũng sẽ tự động nó thay đổi theo ví dụ như abc thì cái hàm unit nó có tác dụng là nó sẽ lấy cho chúng ta những giá trị không trung ok bây giờ à, yêu cầu của bạn đó là kết hợp giữa cục b và cục d như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng một cái hàm kết hợp hai cột trong Excel 365 đó là chúng ta sẽ sử dụng hàm vstack Đây cái hàm này chỉ có trong Office 365 thôi nha các bạn những cái bản 2019 trở trước thì nó không có xíu nữa mình sẽ chỉ cách sau bây giờ mình sẽ bôi đen cái vùng này đúng không rồi xong rồi mình phải mình bôi đen tiếp tục vùng này đúng không chúng ta bấm enter thì cái hàm này nó có nhiệm vụ nó sẽ kết hợp hai cột nó nói hai cột lại với nhau các bạn thấy không đó hai cột như này ok chưa rồi sau khi mà nó nói hai cột rồi chúng ta chỉ cần kết hợp với hàm unit ở trước nữa thôi Giniwear. rồi chúng ta đóng ngoặc lại. Như vậy thì lập tức nó sẽ lọc lại cho chúng ta những giá trị không trùng kết hợp giữa hai cột này. và thấy rất là hay, đó. Rồi bây giờ yêu cầu của bạn đó là sau khi chúng ta làm hàm xong rồi, chúng ta thêm dữ liệu ở dưới đây, thì cái kết quả này sẽ thay đổi. Ví dụ ở đây mình thêm ABC thì các bạn thấy ở đây nó không thay đổi đúng không? Chưa có, bởi vì trong cái vùng này chúng ta thêm tới 13 thôi. Ở đây ví dụ mình cho một ngàn đi, đó. và cột D mình cũng cho là một ngàn tùy theo cái nhu, nhu, cầu của mình bấm enter đó thì ở đây mình sẽ thêm abc các bạn thấy có này đúng không rồi ví dụ như là e 123 hai các bạn thấy nó hiện ra như vậy thì đúng với yêu cầu ok như vậy thì chốt lại ở cái chỗ này chúng ta xóa cái cái này đi ha chúng ta sẽ đặt là gì ham uni unique uh, vstack đúng không rồi bôi đen cột này chúng ta cho tới một dụ như thế đóng ngoặc lại à phải chúng ta nói thêm cái cột này nữa chúng tới 1000 đóng ngọt đóng ngọt và Enter. như vậy là xong đúng yêu cầu ha rồi bây giờ đối với xe bình thường nó sẽ không có hai cái ham này nha các bạn Excel từ 2019 trở về trước thì nó sẽ không có hai hàm này thì chúng ta sẽ sử dụng bằng cách thủ công thôi không còn cách nào khác có một phương pháp tự động nữa đó là sử dụng VBA nhưng mà trong phạm vi nội dung này chúng ta sẽ học những cơ bản thôi phương pháp tự động sử dụng VBA thì mình sẽ nói trong một video khác. À, đối với Excel thông thường thì chúng ta sẽ sử dụng cách thủ công, đó là chúng ta bôi đen cái vùng có dữ liệu chúng ta copy, sau đó qua cái cột khác chúng ta dán ra. Tương tự với cột này. Copy chúng ta dán vào ở cuối. Như vậy là chúng ta đã có một cột dữ liệu được kết hợp giữa hai cột này. Sau đó chúng ta sử dụng bôi đen cái vùng này, chúng ta vào data, chọn là remove duplicate. Sau đó chúng ta bấm ok thì nó cũng sẽ ra kết quả. Tuy nhiên, cái phương pháp này tương đối là thủ công và khi chúng ta thêm dữ liệu ở dưới này thì cái này nó sẽ không có cập nhật mà chúng ta phải làm lại. À, cho nên đối với những file mà chúng ta làm việc chuyên nghiệp, dữ liệu liên tục thì chúng ta sử dụng Office 365 để chúng ta tận dụng những cái hàm này à, hoặc là trong Excel bình thường chúng ta sẽ sử dụng VBA để áp dụng vào. Trong video sau mình sẽ nói cái áp dụng VBA này ở cái video nâng cao thuộc về VBA nha các bạn. Ok như vậy thì video đến đây là kết thúc. À, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nhớ đăng ký kênh để chúng ta tiếp tục đồng hành với nhau nha.